Hi, cuối cùng thì là cũng tới Owen, Anon mình đang ngồi nè. Đây là một trong những brand thời trang vô cùng lớn. Ai ngờ hôm nay Owen chơi lớn quá. Cùng vào trong mua sắm túi đầy mà ví vẫn dày với được nha. Mùa lễ hội đến gần, brand cũng chuẩn bị cho khách hàng một chiếc túi siêu to khổng lồ với toàn những điều khủng thôi. Vừa mua sắm thả ga nè, lại có những chiếc ảnh dễ thương như này nữa. Không gian cửa hàng thì rộng rãi và thoáng mát, đa dạng các mẫu mã, đặc biệt ai mà mê phong cách sang trọng và lịch lãm thì không thể bỏ qua nơi này bởi vì có quá nhiều sự lựa chọn như là áo sơ mi nè, áo polo, t-shirt hay là những chiếc quần tây, quần short, kaki, blazer thì phải nói là bao la luôn nha. Các phụ kiện như là caravat, ví tiền, thắt lưng hay thậm chí là underwear bán đang được sale rất là hấp dẫn. Kệ giày là một nơi khiến Lực không thể rời mắt với nhiều dòng giày như là Off-White, Chelsea Boots hay là những đôi loafer. À, mà Owen đang có một mini game hoàn tất của mình tất. Khi mọi người mua hàng và quét QR code sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Thời gian là từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11. Giờ thì phối đồ cùng Lực nha. Okay. Với chiếc áo blazer phối cùng với t-shirt và một chiếc quần jean sẽ mang lại sự sang trọng và lịch thiệp nhưng vẫn không kém phần năng động. Nếu bạn cần sự lịch lãm thì phải lựa chọn set này. Phải nói chất liệu vô cùng thoáng mát, form dáng thì vừa vặn, mặc rất là tôn dáng, 10 điểm nha cả nhà. Dành cho một chàng trai năng động với một set đồ vừa có thể mặc đi làm nè, vừa có thể mặc đi chơi. Bây giờ để tìm một chiếc polo không phải khó, nhưng để lựa chọn được một chiếc form vừa vặn và tôn dáng như thế này thì phải đến Owen thôi. Cuối cùng sẽ là set đồ dành cho các tổng tài với một chiếc quần smart band kết hợp với một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc blazer. Outfit này mang lại cho bạn một sự sang trọng và chỉnh chu, đảm bảo các cô gái sẽ phải ngã gục vì bạn. Sale to như thế này mà không ra ngay Owen thì tiếc lắm mọi người ơi. Đồ ở đây siêu đẹp mà các bạn nhân viên lại nhiệt tình và dễ thương nữa. Ngoài ưu đãi Black Friday, túi đầy ví vẫn dày giảm tới 50% toàn bộ sản phẩm, còn có cơ hội trúng combo chất trị giá lên đến 10 triệu đồng khi quét mã QR tại cửa hàng nè. Mọi người nhớ nhanh tay ra Owen chi nhánh nào gần nhất để tặng cho mình vài outfit và săn quà xịn nha.